Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là con gái bảo là muốn ăn cơm rang, nên là hôm nay mình tận dụng những cái nguyên liệu trong tủ lạnh thì mình làm cơm rang luôn nhé. Mình cũng có đi chợ mua nguyên liệu mình dùng tận dụng, còn ít thịt bò, trứng với bơ với ít đậu thôi. Hôm nay chồng mình đi vắng. Đó, bây giờ các bạn theo dõi mình làm món cơm rang cho con gái mình nhé. Đây, ta đun bỏ ít dầu vào, chúng ta sẽ đảo thịt trước. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm món cơm rang cho con gái nhé. Thêm một xào thịt nhé. Đây, mình bỏ cái nguội vào mình sẽ dầm.
các bạn nhé, mình vừa làm xong món đĩa cơm rang này cho con gái, thơm cực kỳ luôn. Đây, mình tận dụng những cái nguyên liệu đang có trong tủ lạnh á, mình làm. Chứ hôm nay mình không ai trong con ấy cả, không làm không đi mua được. Đây, mình sẽ thử một miếng nào, thơm lắm. Vừa có rau củ là rau này, vừa có thịt này, vừa có trứng. Ngon quá, ngon lắm các bạn.